Nữ YouTuber Thơ Nguyễn vừa có bài đăng ám chỉ đến người anh thân thiết Tiểu Bảo Bảo, cũng là người tình tin đồn của cô trong suốt nhiều năm qua. Thơ Nguyễn trách móc Tiểu Bảo Bảo không coi trọng cô, thậm chí còn thua thú cưng. Thơ Nguyễn và Tiểu Bảo Bảo là cặp bài trùng như hình với bóng, từng khuynh đảo giới YouTuber trong suốt nhiều năm. Đồng sở hữu kênh YouTube với hơn 10 triệu người đăng ký, một con số siêu khủng mà hiếm YouTuber nào tại Việt Nam đạt được. Thơ Nguyễn và Tiểu Bảo Bảo đã nhanh chóng xâm chiếm mọi mặt trận, nhận về nhiều sự yêu thích. Với độ hợp cạ và luôn quấn quýt bên nhau, thực hiện những sản phẩm chất lượng gửi đến khán giả, mà nhiều người còn đồn đoán rằng Thơ Nguyễn và Tiểu Bảo Bảo là người yêu của nhau. Nữ YouTuber từng phải nhiều lần đính chính mối quan hệ của cả hai. Hơn hết, khán giả của Thơ Nguyễn hầu hết là các em nhỏ, việc để các em hiểu lầm mối quan hệ này là điều không nên xảy ra. Đối với Thơ Nguyễn, Tiểu Bảo Bảo không chỉ là người bạn, người anh mà thậm chí cô xem nam YouTuber là người thân trong gia đình, không tính toán với nhau bất cứ điều gì. Trải qua hàng chục năm gắn bó, đồng hành cùng nhau, chính vì thế Thơ Nguyễn luôn quý trọng Tiểu Bảo Bảo. Trên trang cá nhân, hiện tại dù đã giải nghệ nhưng Thơ Nguyễn vẫn thường xuyên nhắc đến người anh này. Mới đây nhất, dân mạng được dịp cười nghiêng ngả trước màn trách hờn Tiểu Bảo Bảo của Thơ Nguyễn, theo đó cô cho rằng bản thân không được anh coi trọng dù đã thân với nhau mấy chục năm. Cô chia sẻ đoạn tin nhắn vui với Tiểu Bảo Bảo, theo đó anh kể với nữ YouTuber rằng con mèo ở nhà đã đi bậy trên ghế, phải cực nhọc đi giặt. Trong khi đó, Thơ Nguyễn trách móc Tiểu Bảo Bảo khi cô qua nhà bỏ chân lên ghế là đã bị la mắng rồi, thế mà mèo thì anh lại coi trọng hơn. Dù trách móc và đăng đàn thẳng lên mạng xã hội, tuy nhiên các fan cũng đều biết đây chỉ là lời đùa vui mà cô trêu chọc người anh thân quý, không có chuyện trách móc thật. Trước đó Thơ Nguyễn cũng từng có bài đăng khoe khoảnh khắc chụp với Tiểu Bảo Bảo cách đây 11 năm về trước. Cô viết: "Tôi không nghĩ đây là tình bạn bền lâu, vì chúng tôi là người nhà, không thể so sánh hay gọi rằng tình bạn khác giới được nữa. Hình này chắc cũng cỡ 11 năm rồi, bạn đã bao lần thay bồ, nhưng chưa một lần phế danh hiệu con em hỗn của tôi. Cha Long Bảo Bảo có thể phế hậu, phế phi, nhưng tôi là Hằng Túc, con em hỗn và cũng là con của nữ hổ Lộc Thị chân đất, không ai dám đụng." Cũng chính bởi vì độ thân thiết không khoảng cách mà nhiều fan từng mặc định Thơ Nguyễn và Tiểu Bảo Bảo là một cặp. Việc các bạn nhỏ yêu mến Thơ Nguyễn vào trang cá nhân của bạn gái Tiểu Bảo Bảo để bình luận những điều không hay khiến cô rất buồn. Thơ Nguyễn từng chia sẻ: "Các em thân yêu, khi các em biết được điều đó các em phải vui cho anh Bảo vì anh Bảo không cô đơn nữa chứ. Từ bao giờ tình yêu thương của các em cho chị lại thành động lực thúc đẩy các em đi bình luận những điều không hay trên TikTok và trên Facebook của bạn anh Bảo vậy? Các em hãy dừng ngay việc đó nha. Chị không muốn vì mình mà một người con gái khác buồn. Hãy chúc mừng anh Bảo và bạn gái ảnh đi nào. Chị biết ơn các em vì yêu chị, với chị tình yêu đó lớn hơn vạn lần tình yêu đôi lứa và với chị như thế là đủ. Chị với anh Bảo là bạn rất thân, rất vui khi làm việc với nhau, tình bạn tuyệt vời lắm ấy. Cũng dừng những tin đồn về người yêu chị nhé, chị chưa có người yêu đâu." Cuối năm 2023, Thơ Nguyễn giải nghệ sau khi đã hoàn thành mục tiêu đạt được nút kim cương, 10 triệu người đăng ký trên kênh YouTube. Cô hy vọng được trở lại cuộc sống bình yên, làm một người bình thường.